Xin chào tất cả các em. Ở bài học trước, chúng ta đã học về những cái lý thuyết cơ bản liên quan đến bài 15, công suất. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức đó để giải quyết một số bài tập trong quyển bài tập vật lý 8 về chủ đề công suất. Thì đầu tiên, để làm được những cái bài tập trong chủ đề này, chúng ta cần phải nhắc lại những cái kiến thức về công suất. Đầu tiên là công suất là gì? Công suất thì sẽ cho ta biết là cái người nào hay là máy móc nào làm việc khỏe hơn hay nói một cách khác là nhanh hơn. Và được tính bằng là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Công suất sẽ ký hiệu là chữ P viết hoa. Và được tính là công thực hiện được trên một đơn vị thời gian. Thì ở đây các em có thể thấy được là công thực hiện của chúng ta sẽ có đơn vị là joule, thời gian đơn vị là giây. Vậy thì công suất sẽ có đơn vị là joule trên giây, hay người ta sẽ gọi là watt. Vậy có nghĩa là một joule trên giây sẽ bằng một watt. Ta sẽ ký hiệu watt là chữ W. Ngoài ra thì khi muốn tính được công suất thì chúng ta cần phải nắm được công thức tính công ở những cái bài học trước chúng ta đã được học. Vậy thì chúng ta cũng nhắc lại luôn là công thức tính công là gì nhỉ? Đúng rồi, công thức tính công, công ký hiệu là A, thì sẽ bằng là F nhân với S, lực tác dụng lên vật và quãng đường mà vật di chuyển được. Trong đó F của chúng ta là lực tác dụng và có đơn vị là Newton. Còn đâu S là quãng đường di chuyển được và có đơn vị là mét. Thì khi đã nắm được hai công thức này thì chúng ta sẽ vận dụng hai công thức này để làm các bài tập trong sách bài tập. Bài đầu tiên, các em hãy cùng cô quan sát là bài 15.1. Bài 15.1 này đầu bài yêu cầu như sau. Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo gàu nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam. Và ở đây có các đáp án. Công suất của Long lớn hơn gàu nước của Long gấp đôi. Đây có 4 đáp án A, B, C, D. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng là phân tích đề bài và tóm tắt. Chúng ta sẽ làm bài 15.1. Long kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Vậy có nghĩa là Long đã phải kéo bằng một lực như thế nào nhỉ? Đúng rồi, lực sẽ là lớn gấp đôi lực của Long của Nam. Thì cô sẽ viết là F của Long sẽ bằng 2 lần F của Nam. Thời gian kéo gàu nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. Có nghĩa là thời gian kéo nước của Nam thì bằng 1/2 thời gian kéo nước của Long. Và người ta yêu cầu là so sánh công suất trung bình của Long và Nam. So sánh P của Long và P của Nam. Thì muốn so sánh được công suất trung bình của Long và Nam thì chúng ta sẽ xem là công suất trung bình của mỗi bạn sẽ được tính như thế nào. Công suất của Long thì có phải là bằng công của Long thực hiện được trong đơn vị thời gian của Long đúng không? A của Long. A lại bằng F nhân S. Đây các em có thể nhìn lại công thức. A bằng F nhân S chia cho T của Long. Tiếp theo B của Nam thì sao? Công suất thực hiện được của Nam thì bằng công thực hiện được, công mà Nam thực hiện chia cho thời gian F. Tại sao S ở đây lại là, cô lại cho ký hiệu là giống nhau? Tại vì cả Long và Nam đều kéo nước từ giếng lên, có nghĩa là cái quãng đường mà hai bạn kéo lên là như nhau. Vậy nên cô ký hiệu là cùng là S.
Đến đây thì cô sẽ lập tỉ số. P của Long chia P của Nam sẽ bằng F Long nhân S chia cho T của Long. Các em có thể thấy là nếu mà chia sẽ bằng là nhân đảo ngược đúng không? Nên cô sẽ đổi luôn dấu chia bằng dấu nhân bằng cách là đảo ngược thì là sẽ cho mẫu lên trên. T của Nam chia F Nam nhân S. Có S chung ta sẽ gạch đi. Và bằng F của Long chia F Nam nhân T Nam chia T Long. Và đến đây ta sẽ thấy là lực F của Long này, cô sẽ thay thế bằng tất của Nam. Hai lần F của Nam chia T Nam nhân F Nam nhân. Ở đây xuất hiện T Long này, thì cô sẽ thấy là giả thiết cho là thời gian mà Nam kéo được lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. Vậy có nghĩa thời gian mà Long kéo được sẽ gấp đôi thời gian của Nam. Đây là hai lần T Nam. Vậy thì chúng ta khử được và cuối cùng ra bằng 1. Đến đây ta thấy là tỷ lệ công suất của Long chia công suất của Nam các em tính ra bằng 1. Vậy có nghĩa là công suất mà Long thực hiện được sẽ bằng công suất mà Nam thực hiện được. Hoặc các bạn cũng có thể là làm nhanh bằng cách là nhìn vào công thức. Đây, các em hãy quan sát cho cô công thức. P thì bằng A chia T. A lại bằng F nhân S, hay ta sẽ viết được lại công thức tính công suất là P bằng F nhân S chia cho T. Quãng đường là không đổi. Nếu mà bạn nào mà kéo mất nhiều lực nhiều hơn thì có nghĩa là công mà bạn thực hiện được sẽ là nhiều hơn, công suất của bạn sẽ lớn hơn. Mặt khác, nếu bạn nào mà kéo trong khoảng thời gian mà ít hơn thì công suất cũng là ít hơn đúng không nào? Vậy thì chúng ta lại thấy là đối với bạn Long, bạn Long thì lực kéo được là tăng gấp 2. Mà thời gian mà bạn đấy kéo, Long kéo được kéo gạo nước mất một lực là gấp 2 lần. Nhưng mà thời gian bạn thực hiện được thì cũng là gấp 2 lần của Nam. Vậy thì chung quy lại là bạn Long này cũng thực hiện một cái công suất là bằng của bạn Nam, đúng không nào? Đấy là khi mà chúng ta làm nhanh thì sẽ như vậy. Thì bây giờ ở câu 15.1 này, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Ta sẽ chọn đáp án là công suất của Nam và Long là như nhau. Vậy có nghĩa là ở câu 15.1 ta sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo ở câu 15.2. Hãy tính công suất của một người đi bộ nếu trong 2 giờ người đó bước đi được 10.000 bước và mỗi bước cần một công là 40 joule. Ở đây ta có T. Cô sẽ tóm tắt ở bài này, T bằng 2 giờ. Mà trong công thức tính công suất thì thời gian chúng ta phải tính là đơn vị là gì? Giây đúng không nào? Nên cô sẽ đổi luôn 2 giờ thì bằng 1 giờ bằng 3.600 giây, nên là 2 nhân 3.600 thì sẽ bằng, chúng ta sẽ bấm máy, 2 nhân với 3.600 bằng 7.200 giây. Tiếp theo, người đó bước đi 10.000 bước và mỗi bước cần một công là 40 joule. Vậy thì trong suốt cái quãng đường mà người đó bước 10.000 bước, người đó đã thực hiện một công là bao nhiêu? Ta sẽ lấy là 10.000 nhân với công của một bước thì sẽ bằng là 400.000 joule. Đến đây thì các em có tính được công suất B mà của người đi bộ này hay không? Rồi ta sẽ hoàn toàn dễ dàng để tính được, áp dụng công thức công suất của người đi bộ là rồi cô sẽ áp dụng là công thức tính công suất là P bằng A chia T. Thì đây ta sẽ thay số A là
400.000 chia T là 7.200 và bằng, các em hãy bấm máy này, 400.000 chia cho 7.200 ta vừa tính là chia át bằng ra 55,55. Đơn vị của công suất là gì? Đúng rồi, chính là watt. Ta sẽ ra được là 55,55 watt. Câu 15.3. Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ô tô mà em biết, tính công của một trong các loại ô tô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ. Thì chúng ta có thể là lên mạng và xem những cái thông số hay chỉ số của các hãng ô tô mà chúng ta yêu thích. Và đến đây thì các em khi đã bị, chúng ta sẽ tra công suất của những cái ô tô đó này bằng một giá trị nào đó. Tiếp theo, để tính được công của cái động cơ ô tô đó thực hiện trong 2 giờ thì ta sẽ lấy là công A thì bằng B nhân T. Tại sao A lại bằng B nhân T? Vì các em biết được là P thì bằng A chia T thì ta sẽ suy ra được các công thức liên quan, như là muốn tính công thì ta sẽ được là A thì bằng nhân chéo lên B nhân T. Và nếu người ta cho công và công suất thực hiện thì ta sẽ tính được thời gian thực hiện công đó, đó chính là T thì sẽ bằng là A chia B, đúng không nào? Rồi, đến đây thì cô sẽ là thay cái giá trị công suất nhân với cái thời gian là trong 2 giờ ta sẽ phải đổi sang giây là 2 nhân 3.600 và bằng P nhân 7.200. Ví dụ như hôm trước cô đã tra công suất của một chiếc Mercedes, đó chính là chiếc Mercedes C300. Thì cô thấy là Mercedes C300 thì công suất của nó tương ứng với là P thì bằng là 258 HP. HP này chính là cái đơn vị, cũng là một đơn vị của công suất. Đây chính là đơn vị mã lực. Và chúng ta đổi sang được thì nó tương ứng với là 190.000 kW. Các em sẽ nhân với 736. Thì chúng ta sẽ đổi sang là 190 nhân 10 mũ 3 watt. Rồi, thì đến đây ta sẽ thay lại cái công thức này thì các em sẽ tính được là công mà cái động cơ đã thực hiện được trong 2 giờ. Thì cô lấy 190 nhân 10 mũ 3 nhân 7.200. Và đáp án ra một con số rất là lớn, ra 1368 nhân 10 mũ 6 joule. Thì các em có thể là về nhà tìm hiểu thêm về công suất của một số hãng ô tô và chúng ta sẽ điền vào và có thể tính toán được công mà nó thực hiện được trong 2 giờ. Tiếp theo ta sẽ chuyển sang câu 15.4. Câu 15.4 là tính công của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m dưới nước. Biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m³ trên phút. Khối lượng riêng của nước là 1.000kg trên mét khối. Ta sẽ tóm tắt bài 15.4. Độ cao là H bằng 25m. Biết rằng lưu lượng dòng nước, lưu lượng là ...120m³/s. Khối lượng riêng, ký hiệu là D, thì chính là bằng 1.000kg/m³. Và người ta cũng hỏi là công suất của nước, dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m là bao nhiêu. Thì muốn làm được phần này thì ta cũng xem là công thức tính công suất là gì. P bằng A chia T.
Vậy thì ở đây ta đã xác định được T và A chưa? Chưa đúng không nào? Nhưng đến đây ta, các em hãy để ý cho cô là lưu lượng của dòng nước là 120 mét khối trên phút. Vậy thì ta sẽ xét là trong vòng 1 phút thì lượng nước mà chảy xuống là bao nhiêu? Chính là 120 mét khối trong 1 phút. Lượng nước chảy là V bằng 120 mét khối. Chúng ta hãy phân tích tiếp một công thức này. A thì bằng F nhân S chia T. Mà nước chảy xuống là chính là do tác dụng của gì nhỉ? Trọng lực đúng không nào? Vậy thì nó chính là P nhân H chia T. H chính là độ cao mà nước đã chảy xuống. Muốn tính được P thì ta lại dùng công thức gì? P chính là trọng lượng của nước. Ta lại biết là P của nước, trọng lượng nước thì bằng 10 lần khối lượng của nó. Khối lượng thì lại bằng công thức là M ở lớp 6 ta đã học là M thì bằng D nhân V. Trong đó là D là khối lượng riêng, V là thể tích. Thì các em nhớ thêm cho cô công thức này nhé. Khối lượng thì bằng D nhân V. M là khối lượng, D là khối lượng riêng và V là thể tích. Đến đây cô sẽ thay là 10, D là cho 1000 này, nhân V là 120. Và đến lúc này cô sẽ bấm máy lấy 10 nhân 1000 nhân với 120. Và đáp án là ra 1200 kN. kN. Vì đây là trọng lượng. Trọng lượng. Bây giờ ta sẽ thay vào công thức ở trên để tính công suất. Công suất của dòng nước là P. Các em lưu ý cho cô là phân biệt hai cái ký hiệu T thường và P hoa. P hoa này là ký hiệu của công suất, còn P thường này là ký hiệu của trọng lượng. P sẽ bằng là P nhân H chia T và bằng P là 1200, H là 25 chia T. Chúng ta đang xét thời gian là trong 1 phút. Vậy thì T ta sẽ phải đổi sang giây là bằng 60 giây. Và đáp án P của chúng ta là ra 500.000 Watt. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận được là công suất của dòng nước là 500.000 Watt, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 15.5. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4 mét, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình là 50 kg, mỗi chuyến lên tầng 10. Nếu không dừng ở các tầng khác mất 1 phút, vậy có nghĩa là T là 1 phút. Tính công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu? 15.5. Thì muốn tính được công suất tối thiểu thì ta phải tính công thực hiện. Muốn tính công thực hiện ta lại xác định được, cần phải xác định được là lực tác dụng lên vật là bao nhiêu và quãng đường mà vật di chuyển là bao nhiêu. Vậy các em có tính được quãng đường mà cái thang máy này đã chở từ tầng 1 lên tầng 10 hay không? Mặt khác ta đã biết là mỗi tầng cao 3,4 mét. Giả sử từ tầng 1 lên tầng 2, đây là 3,4 mét. Muốn đi từ tầng 1 lên tầng 10, vậy người đó đã phải đi qua bao nhiêu tầng? Từ tầng 1 lên tầng 2 là 1 tầng. Từ tầng 2 lên tầng 3 là phải trải qua 2 tầng. Vậy thì có nghĩa là số tầng chính là bằng số tầng đi được chính là bằng số tầng cao nhất trừ đi 1, đúng không? Vậy thì muốn di chuyển từ tầng 1 lên tầng 10, ta đã phải mất, người đó đã phải đi qua 9 tầng. Mà 1 tầng thì là 3,4 mét.
Vậy thì 9 tầng này ta có tính được chiều cao không? H chính là bằng 9 nhân 3,4 và bằng 9 nhân 3,4 bằng 30,6. 30,6 mét. Vậy thì ở đây ta sẽ tính được công. Công tối thiểu của động cơ. Công tối thiểu là A chính là bằng F nhân với S, đúng không? Thì F ở đây chính là bằng cái trọng lượng, tổng trọng lượng của người trong thang máy luôn. Thì cô sẽ ghi là P nhân H. Bây giờ ta xem là P đây sẽ tính như thế nào. Thang máy này chở 20 người, vậy thì đây chính là trọng lượng của 20 người nhân với mỗi người trung bình nặng 50 cân. 50 cân là khối lượng, muốn chuyển sang trọng lượng thì ta sẽ phải nhân với 10. Tiếp theo nhân với H là 30,6. Ta sẽ tính 20 nhân 50 nhân 10 nhân 30,6. 30,6 và bằng 306.000 joule. Người đó chở thang máy chở 20 người này mất 1 phút. Vậy có nghĩa là T chính là 1 phút. Cô sẽ đổi 1 phút bằng 60 giây. Ta sẽ tính được công suất tối thiểu. Của động cơ thang máy. Công suất là P sẽ là bằng A chia T. A vừa tính ra là 306 in chia cho 60 và bằng 306.000 chia 60 và ra 5.100 W. Vậy là ở câu A ta đã tính được ra đáp án là 5.100 W. Câu B. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất lớn gấp đôi mức tối thiểu trên. Vậy thì ta có tính được là công suất của động cơ lúc này là bao nhiêu không? Rồi, công suất của động cơ gấp đôi thì sẽ là, cô sẽ đặt là P phẩy đi, thì bằng 2 lần P và bằng 5.100 nhân 2. Ta sẽ bấm máy. 10200 W. Biết rằng giá 1 kW trên giờ điện, 1 kW giờ điện là 800 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu? Có công suất của động cơ này. Thì các em để ý là cái đơn vị này là gì? Kilowatt giờ. Watt nhân giờ thì đây chính là công, đúng không? Bây giờ ta sẽ phải tính xem là công của động cơ đã thực hiện trong vòng 1 phút là bao nhiêu. Ta sẽ lấy A bằng P nhân T và 10200 nhân T là 60 giây. Thang máy kéo trong vòng 1 phút nhân 60 bằng 612000 joule. Bây giờ các em hãy để ý cho cô, chúng ta biết được tiền điện trong 1 kWh. Biết được tiền điện trong 1 kWh là 3.600 joule. Vậy nên chúng ta sẽ đổi tiền điện trong 1 kWh là 800 đồng. Vậy nên muốn có thể tính được sang tiền điện thì ta sẽ phải đổi joule sang kWh. Ta đã biết được là 1 kWh thì bằng 3.600.000 joule. Vậy thì các em xem là 6.100
6.120. Tính lại xem. 10.200 nhân 60. 612.000. 612.000 joule sẽ bằng bao nhiêu kilowatt giờ? Thì ta sẽ nhân chéo là lấy 2.100 lấy nhân 1 chia 3.600. Ta chia cho 3.600. Thì là 0.17. 0.17 kilowatt giờ. Vậy thì 0.17 kilowatt giờ này sẽ mất bao nhiêu tiền điện? Thì ta sẽ tính tiền điện phải trả. Mỗi lần lên thang máy. Ta sẽ lấy 0.17. 1 kWh hết 800 đồng thì nhân với 800. Các em nhân với 800. Ra 136 đồng. Chưa được 1.000. Rồi, chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong bài 15.5. Thì các ở bài này thì các em lưu ý cho cô là muốn đổi từ đơn vị joule sang đơn vị kilowatt trên giờ, muốn đổi từ joule sang kilowatt giờ thì ta sẽ lấy giá trị joule đó chia cho 3.600. Thì sẽ ra được cái đơn vị là kilowatt giờ. Và từ đây ta có thể tính được giá trị tiền điện mà cái thiết bị đó đã tiêu thụ. Bây giờ ta sẽ chuyển tiếp sang bài là 15.6. 15.6. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng F bằng 80 Newton và đi được 4,5 km. Đây là quãng đường là 4,5 km trong nửa giờ. T chính là bằng 1/2 giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa. Tính A bằng hỏi chấm. Công suất P bằng hỏi chấm. Bài này thì rất là đơn giản. Thì muốn làm được thì ta sẽ phải đổi các đơn vị về cái đơn vị chuẩn của nó. Quãng đường đơn vị chuẩn là mét thì ta sẽ đổi là bằng 4.500 mét. Thời gian phải đổi sang giây là 1/2 nhân 3.600. 1 chia 2 nhân 3.600 ra 1.800. 1.800 giây. Đến đây ta sẽ tính được đơn giản bài toán này. Công của con ngựa dùng công thức tính công A bằng F nhân S. F thay bằng 80 nhân S là 4.500 và sẽ bằng 80 nhân 4.500 360.000 joule. Rồi tiếp theo là công suất của con ngựa. Công suất thì là P sẽ bằng là A chia T. A của cô là 360.000. Chúng ta vừa tính chia T là 1.800. Ta sẽ thay số 360.000 chia 1.800 bằng 200W. Rồi. Bây giờ ta lại chuyển tiếp sang bài 15.7. 15.7 này là một bài trắc nghiệm. Trên một máy kéo có ghi công suất 10 CV mã lực. Nếu coi một CV là 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa gì? Câu A, máy kéo có thể thực hiện công 7 kW trong 1 giờ. Thì ở đây ta sẽ đổi được là công suất sang đơn vị là watt là bao nhiêu? 1 CV là 736.
736. Nhưng mà con máy kéo này là công suất là 10 CV, ta sẽ nhân 10 ra 7360W. Vậy thì có nghĩa là trong 1 giây thì cái công mà máy kéo này thực hiện là 7360W. Vậy thì đáp án phù hợp nhất chính là phương án D. Ta sẽ chọn phương án D. Các em nhớ cho cô là công suất chính là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Và đơn vị thời gian ta sẽ tính là, đơn vị thời gian là giây. Nên cái công suất này chính là công thực hiện trong vòng 1 giây. Bây giờ ta chuyển tiếp sang câu 15.7. Câu 15.8. Một cần trục nâng một vật nặng 1.500 N lên độ cao 2m trong thời gian là 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là. Bây giờ những cái câu trắc nghiệm này ta sẽ học cả cái cách là để làm nhanh. P áp dụng luôn công thức P thì bằng A chia cho T, A thì lại bằng P nhân T chia P nhân S chia cho T. Cô sẽ thay luôn. Bằng 1.500 nhân với S là 2m chia 5 giây. 1.500 nhân 2 chia 5 bằng 600W. Vậy ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 15.9. 15.9. Cần cầu thứ nhất nâng một vật nặng P1. Tôi sẽ dùng một tờ giấy khác. 15.9. Ta sẽ tóm tắt. P1 bằng 4.000 N, cao H1 bằng 2m, thời gian nâng là 4 giây. Cần cầu thứ hai có ký hiệu là trọng lượng mà nó nâng được là P2 là 2.000 N. Lên cao H2 bằng 4m, thời gian nó nâng là T2 là 2 giây. So sánh công suất của hai cần cầu. Để so sánh công suất thì là P hoa, P1 và P2. Để so sánh được hai công suất này, ta sẽ tính áp dụng cái công thức tính công suất của từng cần cầu một. P1 thì bằng là A1 chia T1, đúng không nào? A1 lại bằng P1 nhân với H1 chia T1. Tương tự, P2 thì chính là bằng P2 này nhân H2 chia T2. Đến đây cô sẽ là lập tỷ lệ P1 chia P2 thì là bằng P1 nhân H1 chia T1 nhân với nhân đảo ngược T2 chia P2 nhân H2. Và đây cô sẽ thay số. Dữ kiện đã cho là rất là đầy đủ rồi. P1 là bằng 4.000, H1 là 2 chia T1 là 4 giây, T2 là 2 giây chia cho H2 là 4 nhân P2 là 2.000. Đây ta sẽ tính xem là bao nhiêu. 4.000 nhân 2 nhân 2 chia 4 chia 4 chia 2.000. Đáp án là bằng 1/2. Vậy thì ở đây ta suy ra được là P1 chia P2 bằng 1/2. 2 có nghĩa là P2 bằng 2 lần P1. Vậy thì là công suất do cái cần cầu nào sẽ lớn hơn? Đúng rồi, do cần cầu thứ 2 sẽ lớn hơn cần cầu 1. Vậy đáp án chính là đáp án C. Đây, có nghĩa là P2 sẽ lớn hơn P1. Hay nói cách khác là P1 nhỏ hơn P2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là giải quyết tiếp câu 15.10. Một thác nước cao 120m, có
có lưu lượng là 50 mét khối trên giây, khối lượng riêng của nước là 1.000 kg trên mét khối, tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng đèn? Bài 15.10. Bài 15.10 thì sự kiện chúng ta cần quan tâm đó chính là 20% ở đây ý nghĩa là gì? 20% đó chính là hiệu suất mà máy phát điện sử dụng để có thể chuyển hóa bao nhiêu phần trăm cái cơ năng của nước thành điện năng. Thì đó chính là H thì bằng hiệu suất, thì có công thức là P có X chia B toàn phần. B có X ở đây chính là tạo ra điện năng. Còn P toàn phần đó chính là cơ năng của dòng nước. Vậy thì muốn tính được là cái tạo ra được bao nhiêu điện năng để thắp sáng được 60%, bao nhiêu bóng đèn 60W thì chúng ta cần phải tính là B có X ở đây là bao nhiêu. Muốn tính được B có X ta cần phải tính được B toàn phần là do cơ năng của dòng nước. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính, các em hãy tính trước cho cô là cơ năng của dòng nước này. Ta biết được A thì bằng là F nhân S đúng không nào? Khối lượng dòng nước. Cái phần này thì ta cũng đã tính ở bài trước, là ta tính được cái công của dòng nước thực hiện được bằng cách là ta sẽ lấy F thì bằng F lúc này là bằng P. B lại bằng M, 10M. M lại bằng D nhân B nhân 10. Bây giờ ta sẽ thay số. D là bằng 1.000 nhân V là bằng 50 mét khối. Ta sẽ xét trong 1 giây. Xét trong 1 giây. Nhân 10 và bằng, em hãy cùng cô thay bấm máy này. 1.000 nhân 50 nhân 10. Kết quả ra 500.000. 500.000 Newton. Đến đây ta sẽ tính được công của dòng nước. Đó chính là A thì bằng cao 120m thì bằng P nhân H đi. H là 120. 500.000 nhân H là 120. Nhân 120 ra xem nào. 60 triệu 10 mũ 6. What? Vậy thì ở đây, đây chính là công toàn phần. Vậy thì các em có tính được là cái điện năng bao nhiêu quá? Từ đây ta phải tính được công suất toàn phần đã. Công suất toàn phần thì chính là bằng A chia cho T. T là ta đang xét trong 1 giây. Vậy thì lúc này công suất toàn phần cũng là 60 nhân 10 mũ 6 watt. Đây là công, thì đơn vị là joule. Rồi, đến đây ta sẽ tính được là cái công có X. Thì bằng công có X là tạo ra điện năng đó, bằng công toàn phần nhân với hiệu suất. Thì bằng 60 nhân 10 mũ 6, hiệu suất là 20%. Ta sẽ nhân với 20%. Ra 12 nhân 10 mũ 6 watt. Thì từ đây ta sẽ công mà ta tính được cái công suất mà cái máy phát điện này đã tạo ra được là 12 nhân 10 mũ 6 watt điện. Vậy thì sẽ tính được là xem bao nhiêu bóng đèn nó có thể là dùng để thắp sáng được bao nhiêu bóng đèn 60W, bằng cách là ta sẽ lấy P có X này chia cho B của một đèn và bằng B có X là 12 nhân 10 mũ 6 chia P một đèn là 60W chia 60. Và đáp án là ra 200.000 bóng đèn. Một con số rất là lớn.
Rồi, vậy bài 15.6 ta đã ra là 200.000 bóng đèn. Ở bài này thì các em cần lưu ý cho cô là cái công thức của hiệu suất, công thức tính hiệu suất của một máy phát điện đó chính là bằng công có x chia cho công toàn phần, hoặc cũng bằng là cái công suất có x chia công suất toàn phần. Đến đây ta sẽ chuyển tiếp sang bài 15.10. Bài 15.10 Bài 15.11, một cần cẩu mỗi lần bốc xếp được một container 10 tấn lên cao 5 mét mất 20 giây. Vậy thì ta tính được công suất do cần cẩu sinh ra. Đó chính là P thì bằng A chia T. A lại bằng P nhân H chia T. P lúc này là chính là cái trọng lượng của cái container này là 10 tấn. 10 tấn thì các em phải đổi sang kg là 10 nhân 10 mũ 3. Đây mới là khối lượng, muốn chuyển sang trọng lượng thì ta sẽ nhân với 10 nữa. Nhân với H là chiều cao, chia cho T là thời gian là 20 giây. Đây sẽ bấm máy 10 nhân 10 mũ 3 nhân 10 nhân 5 chia 20 và đáp án ra 25.000 W. Rồi, tiếp ở câu B. Cần cẩu này chạy bằng điện với hiệu suất 65%. Hỏi để bốc xếp 300 container thì cần bao nhiêu điện năng? Điện năng thì đầu tiên ta sẽ phải tính xem là cái công mà do 300 container này thực hiện là bao nhiêu. Thực hiện ta sẽ áp dụng A bằng P nhân H. Thì 300 container thì sẽ 300 này nhân với P, khối lượng của một trọng lượng của một container là 10 tấn 10 mũ 3 này. Trọng lượng thì phải nhân với 10. Đây là chính là cái khối lượng của nó, trọng lượng là nhân 10 này. Nhân với H là nhân 5. Đây ta sẽ bấm máy 10 nhân 10 mũ 3 nhân 10 nhân 5 nhân 300 150 nhân 10 mũ 6 Jun. Cần cẩu này chạy bằng điện với hiệu suất 65%. Vậy thì có nghĩa là đến đây ta lại dùng công thức hiệu suất thì bằng A có x chia A toàn phần. Thì các em phải phân biệt cho cô ở đây đâu là công có x và đâu là công toàn phần. Công toàn phần chính là cái công mà người ta cung cấp vào. Thì đây cung cấp này là cần cẩu này đang chạy bằng điện đúng không nào? Vậy thì cái A toàn phần này chính là công, là điện năng. Còn A có x chính là cái công mà ta sử dụng. Đó chính là công mà cái cần cẩu có thể nâng được 300 container lên. Thì đây chính là công do 300 container. Vậy thì đến đây các em có tính được điện năng hay không? Thì ta đó chính là tính cái công toàn phần. Công toàn phần chính bằng công có x chia cho hiệu suất điện năng. Cần cẩu sử dụng. Cô sẽ tính A toàn phần bằng A có x chia cho hiệu suất và bằng 150 nhân 10 mũ 6 chia cho 65%. Chia cho 65 có ký hiệu phần trăm bằng 23. Số rất là xấu. 076923 230.8 Jun. Rồi, thì bài này, những cái bài này thì các em cần lưu ý cho cô là về việc mà chúng ta phân biệt được ở cái công thức hiệu suất này đâu là công có x và đâu là công toàn phần để có thể là thay số đúng. Công có x chính là cái công mà ta mong muốn ta sử dụng, và công toàn phần là cái công mà người ta cung cấp vào để cho cái cần cẩu này có thể thực hiện được.
Và trên đây là toàn bộ những cái bài tập trong sách bài tập liên quan đến bài 15 công suất. Thì trong bài này thì cô mong là các những cái bài tập mà cô hướng dẫn các em thì giúp các em có thể giải quyết được cái bài này dễ hơn, đồng thời là vận dụng nó để giải quyết những cái bài tập trên lớp. Thì bài giảng của cô đến đây là kết thúc, và xin hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của cô.